Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì video này mình sẽ tiếp tục nói về cái con app trên Telegram có tên là Bitcoin Bank Mining gì đó, đúng không? Thì min rút của nó là 0.0005 BTC nhá. Thì mình đã rút ngày hôm qua và hôm nay nó đã tiền về rồi anh em. Thì cái min rút này khoảng 2.56 đô thôi và chơi miễn phí có thể rút được nhá. Đây, thì mình đã từng hướng dẫn anh em chơi rồi. Video này mình sẽ nói ngắn gọn lại cho những anh em nào chưa chơi hiểu nhá. Thì với cái app này á, chúng ta đi tuyển rep được ít lắm anh em. Đây này, nãy mình post trên các cái group trên Facebook á, thì mình được một ít rep này. Thì một rep chỉ được có nhiêu đây thôi, khá là ít đúng không anh em? Đây, chúng ta kéo lên trên coi này. Đâu rồi? Lúc nãy nó có hiển thị cái ảnh nó kêu là mình rút tiền thành công ấy. Thôi, mình có chụp lại, giờ mình sẽ show cho anh em coi nhở. Ở đây nè, nó kêu là mình rút thành công này, thấy không? Đấy, mình đã rút thành công về cái ví và nó để cho một cái đường link cho mình có thể là check được. Đấy. Rồi, thì anh em bật menu lên nè. Thì hàng ngày anh em sẽ vào đây bonus, bấm vào chữ bonus để nhận BTC miễn phí. Thì BTC này anh em nhận á, nó sẽ random, có khi được ít, có khi được nhiều, hên xui. Bấm vào chữ bonus này. Đó, mình đã được là 0.00, rất nhiều số 0, nói chung là cũng được khá ít. Và nó random từ có khi lên tới 1 bit lận. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là khó, tại vì thông thường mình đã nhận khoảng 1 tuần thì cũng được ít thôi. Nhưng mà mỗi ngày anh em chỉ cần bỏ 3 giây mở app lên và bấm chữ bonus về thôi, chứ không có chơi gì nhiều nhá. Nên kiếm ít thì cũng đành chịu, còn anh em muốn kiếm nhiều thì chúng ta phải deep vào, có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư vào cái sheet này. Chúng ta bấm cái chữ add BTC này, có nghĩa là chúng ta sẽ thêm vô. Thì min mà để anh em thêm vào là 0.001 bit. Đấy, có nghĩa là nó gấp đôi cả cái min rút của nó nữa. Đấy. Đây nó nói là bạn gửi vào như là khoảng trong 30 phút đó là sẽ được kích hoạt gì đó. Nói chung là không quan tâm nếu anh em nào mà đầu tư á. Thì min rút nó khá thấp rồi anh em ạ. Đây này, payment order. Đấy, như nãy mình nói nó chỉ là 50.000 satoshi thôi. Đấy, mình mới rút thì mình lại sắp được lên được 10.000 satoshi nữa rồi nè. Đó, sau đó thì anh em nhập cái số satoshi mà anh em muốn rút, nó sẽ xử lý trong vòng 24 giờ nha anh em. Hết rồi. Trong shop này còn gì không? You can buy different, không có gì hết. Rồi chúng ta bỏ đi. Ở đây thì đấy, còn bên referral là anh em sẽ đi tuyển rep của cái app này. Đấy, mình đã tuyển được 71 rep và mình kiếm được là 0.000355, có nghĩa là chưa đủ min rút. Nên thay vào đó là hàng ngày mình vô mình nhấn bonus, thì mình nhấn bonus có ngày được nhiều, có ngày được ít. Đấy, nếu như anh em bấm bonus mà đủ min rút luôn á thì anh em có thể trực tiếp rút ngay lập tức, anh em hiểu không? Đấy, còn nếu mà anh em được ít thì chúng ta phải tích dần tích mòn, khi nào đủ thì chúng ta mới rút được. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây. Nếu anh em có thắc mắc gì về cái app này thì anh em hãy comment dưới phần mô tả video, mình sẽ giải đáp hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.